chào mừng tất cả các bạn đến với thế giới bùng nổ của Beyblade Tư Gia, nơi các tuyển thủ Beyblade dũng cảm nhất chiến đấu đến trở thành người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, chinh phục nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, đen tối nhất của họ và tạo nên những mối liên kết không thể phá vỡ. Giờ thì đã tới lúc kiểm tra sức mạnh các bạn trước những quyết thoại. Sàn đấu đã sẵn sàng, tấm rèm đã kéo lên. Nếu có dũng khí, hãy bước lên đi nào. Đây là câu hỏi trong đầu mọi người. Đội nào mạnh nhất từ trước tới nay? Hoàng tử bóng đêm và Belfair giành được điểm đầu tiên với điểm văng ra ngoài. Tỷ số 1-0, Beldazura đang dẫn trước. Cậu thử thách sự kiên nhẫn của mình lâu lắm rồi đó nha. Mình sẽ không để cậu kết thúc nó dễ dàng như vậy. Mình có một yêu cầu cần phải thực hiện. Hãy để mình thắng ván thứ nhất. Theo đánh giá thì khuôn mặt đó không phải là yêu cầu. Cậu đã sắp xếp việc này phải không? Không cần phải lo lắng. Mình có thể xử lý hoàng tử bóng đêm. Mình đã có kế sách rồi. Nếu nó có ý nghĩa với cậu thì mình đâu dám có ý kiến gì. Mình mong chờ chiến thắng của cậu. Mình cũng vậy. Mình biết mình phải làm gì. Mình sẽ thắng. Chỉ cần tiếp tục như vậy, cậu gần thắng rồi. Hãy tin vào chính mình nha, Basara. Balkes có thể làm được. Mình chắc chắn như vậy. Cậu chỉ cần thêm một điểm nữa thôi. Đừng có ám ảnh về điểm Beyblade Knockout nha bạn Hiền. Đúng rồi, kết thúc bằng Beyblade Knockout sẽ hoàn hảo. Cái gì? Cậu không nghe thấy nổ gì hết hả? Nổ tung nó đi, vậy mới là thi đấu chứ. Có ai nghe thấy em nói gì không vậy trời? Hãy cố gắng hết sức nha. Belfair không thể ghi được điểm Beyblade Knockout rồi. Bonkhead đang đứng vững trước sự tấn công dữ dội của hoàng tử bóng đêm. Cả hai Beyblade đều đang mất sức bền. Ai sẽ thua trước? Tôi không thể đợi được nữa. Bonkhead ghi điểm hết năng lượng. Điểm số hòa nhau 1-1. Belfair dừng trước và Bonkhead thắng. Mình đã làm được rồi. Và cứ như vậy, Basara Shiro đã đuổi kịp Bel trong ván thứ hai. Cố lên Basara, yeah! Con tôi thắng rồi, con thắng rồi, con thắng rồi. Chúc mừng con, chúc mừng con. Mẹ à mẹ, chưa có xong đâu. Mới có vòng 1 thôi mà. Ôi, sao con không nói sớm? Giành chiến thắng, bởi vì ta là chiến binh thời đại mới. Còn ở đâu xa, giờ là khi ta cùng hòa nhịp tim vào những chuyến phiêu lưu. Hey, sau lên bước thật anh dũng. Giờ ngày mai ta mang một ý chí anh hùng. Mau sau lên, chẳng thể ngăn cản. Vượt mọi gian nan, hãy bứt phá giới hạn. Sẽ đến đỉnh cao, sức mạnh đã gây trao để bước bên nhau. Giận lòng cũng không quay đầu. Lật ngược tình thế, cú phản công ngoạn mục. Mình có thể chiến thắng, chắc chắn là mình sẽ không thua đâu. Ván thứ ba. Xin lỗi. Tôi đã nói là ván thứ ba mà. Tại sao mình không thể làm nó nổ tung chứ? Mình muốn nó nổ tung ngay lập tức. Bắt đầu hoang mang rồi. Một khi Basara đã có động lực rồi thì mọi chuyện không dễ dàng nữa đâu. Mình đã nói gì rồi? Đừng có cố ghi điểm Beyblade Knockout nữa bạn Hiền. Bạn thân mà. Basara có thể đỡ được tất cả đòn tấn công của hoàng tử bóng đêm. Thật tuyệt vời khe máy tự tin. Điều hơn đó thật là tuyệt vời. Nhưng mà nếu cứ vậy, hãy chú ý, em sẽ cho Beyblade của cậu ấy nổ tung cho mà coi. Đến ván đấu này mình chắc chắn sẽ làm nổ tung Beyblade của cậu. Mình đã không còn là người giống như trước đây nữa rồi. Anh Basara, em hiểu rồi. Hay. Chuẩn bị, sẵn sàng. 3, 2, 1. Beyblade bùng nổ sức mạnh. Vượt qua tất cả, Dra Bonkhead tiếp tục trường tồn. Bền bỉ và bền bỉ. Giờ thì hãy nhìn mình đi. Bell à, đây chính là cách chiến đấu của mình. Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu thi đấu cùng với mình hay không? Kể từ thời điểm đó trở đi, tất cả những gì mình muốn là một ngày nào đó sẽ giành chiến thắng trước cậu. Rock Bonkhead với điểm hết năng lượng. Điểm số 2-1. Basara Shiro là người chiến thắng.
anh Basada, anh giỏi quá đi. Anh ấy làm được rồi, anh ấy thật sự làm được rồi. Như vậy là đã kết thúc vòng 1 giải đấu đồng đội của chúng ta. Nhờ có Basada, đội Rasat đã giành được điểm đầu tiên và tiến gần với chiến thắng. Mình luôn biết cậu sẽ giành được chiến thắng mà. Hãy tiếp tục giành chiến thắng nha. Tập hợp lại đi nào mọi người, chúng ta cần phải giành chiến thắng trong trận tới á. Anh chàng đó là ai vậy? Hả? Là Basara. Cậu ấy đã khá trước, ý mình là hầu như không thể nhận ra cậu ấy. Hoặc có thể đây mới chính là con người thật của cậu ấy. Hả? Cậu ấy thực sự là tuyển thủ Beyblade. Được rồi, giờ chúng ta đã biết đối thủ của mình, đã đến lúc trở lại. Cậu có thể ngồi xuống và xem vòng tiếp theo nè. Ranzo lên sân. Vòng thứ hai sẽ là trận đấu đồng đội. Chờ đã, anh chưa bao giờ nói với tụi em về điều đó. Tôi là quỹ viên của các trận đấu đồng đội này, là người đã sắp xếp toàn bộ sự kiện này. Tôi sẽ không nhận bất kỳ lời càm ràm nào hết. Đừng nóng mà. Basada sẽ đấu một trận nữa sao? Có lẽ họ sẽ để anh ấy đấu. Còn rất muốn xem anh ấy thi đấu. Đây là trận đấu đồng đội đúng không nào? Cường điệu quá đi ha. Anh nói gì vậy Vát? Hãy lập nhóm và giành chiến thắng thôi. Anh sẽ thi đấu. Cứ để việc này cho mình và anh Vát được chứ. Cậu nên bình tĩnh lại sau trận thua đó. Mình sẽ đấu một trận nữa. Mình đã chuẩn bị cho chiến thắng và giờ thì mình đã sẵn sàng đó. Chiến thắng. Chỉ vì chúng ta là hoàng tử bóng đêm, không có nghĩa là thôi chỉ mà, hai có đứa mình đâu. Chúng ta cùng nhau chọn đi mà. Anh Vát, anh sẽ lập đội với ai? Anh biết rồi. Tại sao hai em không cùng nhau ra trận? Hả? Đã giải quyết xong. Mình nghĩ trong vòng tiếp theo này, mình và Basara sẽ ra trận. Cái gì? Nghe được đó. Cuối cùng đã đến lúc các tuyển thủ đã được chọn và vòng thứ hai của trận đấu đồng đội của chúng ta sắp bắt đầu. Đội hoàng tử tối thượng sẽ do Ilya và Basara lừng lẫy đại diện. Tuyệt quá. Ở phía đối diện, chúng ta có Ranzo Kiyama và Bell Daisora. Đợi một chút đã, tại sao Rasat không nên đấu chứ? Cha, mình nghĩ chúng ta đã nói qua chuyện này rồi mà. Nhưng nếu cậu muốn đấu với Rasat thì phải đánh bại tụi này trước. Phải ha, chúng tôi hoàn toàn chưa quên nha. Được thôi, nếu cậu đã muốn thua thì tôi sẽ chiều ý cậu. Tụi này sẽ không thua đâu. Hả? Tệ thật đó Vát, mình thật sự mong chờ được thấy cậu hợp tác với hoàng tử bóng đêm trong trận chiến nhóm. Thật sao? Đợi đã, cậu ở đây có ổn không đó? Không sao, mình thấy nó đang nhàm chán quá nên muốn tới gần xem các cậu. Ilya và Basara là sự kết hợp hoàn hảo. Họ biết mọi thứ về Beyblade của nhau. Chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian không còn nhiều nữa. Chiến lược của chúng ta là gì? Chiến lược của chúng ta thì là... Cậu không có sao? Được rồi, nghe nè. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách để cho Rotavo đỡ đòn của Ifritor. Bắt đầu bằng cách để cho Rotavo đỡ đòn của Ifritor. Và sau đó mình sẽ ra đòn, phải không hả? Và tiếp sau đó là bang 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 Bancash. Và tiếp sau đó là bang 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 Bancash. Cậu chọn cái nào? Hai người họ kết hợp lại sẽ có một bộ não đầy đủ. Nhưng kế hoạch của họ không tồi. Cậu nghĩ chúng ta nên thay đổi mọi thứ không? Nếu chúng ta cứ làm theo họ thì ít nhất chúng ta cũng biết họ đang làm gì. Vì vậy chúng ta đừng thay đổi gì hết. Mình cũng không có gì để nói nữa. Chúng ta hợp nhau hơn mình nghĩ đó nha. Bỏ bàn tay nhấm nhấm của cậu để ăn mừng mít. Cậu đã phá hỏng chiến lược của chúng ta rồi. Chúng ta làm gì giờ? Mình sẽ tấn công họ và sau đó cậu có thể bảo vệ. Đó là yêu cầu của mình đó. Cậu gọi đây là chiến thuật sao? Mà bắt đầu đi nào. Chuẩn bị. Sẵn sàng. 3 2 1. Beyblade bùng nổ rất mạnh. 4 tuyển thủ mạnh mẽ cùng 4 cú phóng khởi động mạnh mẽ. Hãy chuẩn bị cho sự diệt vong của các cậu đi nha. Wow, Bancash đã né được rồi. Vị trí trung tâm là của mình. Không có cửa đâu nha. Ranzo, Ifritor đang đến chỗ cậu đó. Mình thấy rồi. Đi nào, đánh bại nó đi Rotavo. Cái gì? Ifritor va chạm với Bancash. Đó có phải là một tai nạn không? Không thể nào, không thể nào. Gặp đôi, quấy gió. Tinh thần đồng đội tuyệt vời. Tôi nghĩ hai tốt hơn một rồi. Rắc rối nhân đôi với kỹ thuật kết hợp phòng thủ tốt cao của cậu ấy. Và cuối cùng em đã nhìn thấy con người thật của cậu ấy. Sự phòng thủ yếu ớt không là gì đối với hoàng tử bóng đêm của tôi đâu. Tiến lên nào, Bellfire. Sẽ như cậu mong muốn. Đánh bại cậu ấy đi. Tàn phá quỷ diệt. Mình lo Ifritor, cậu lo Bancash đi. Đã đến lúc rồi.
Rostavor nắm bắt cơ hội và ném bay chúng tôi ra ngoài. Tốt lắm, Ranzo. Giờ thì hoàn thành công việc thôi. Chiến đi nào. Một cú nổ tung và một cú nổ tung. Với điểm Beyblade Knockout, người giành chiến thắng trong trận này là Beldazura và Ranzo Kiyama. Đội của Beldazura đã giành chiến thắng. Chúng ta đã có một trận đấu hòa nhau rồi. Với điểm số hòa một đều, không cần chờ nữa. Hãy cùng đến trận tiếp theo nào. Ranzo, hả? Cậu quên mình nói cậu phải phòng thủ hay sao hả? Hả? Chúng ta thắng là vì mình đã tấn công họ, cho nên cậu phải cảm ơn mình á. Belfair vẫn ổn trước khi cậu tấn công đó. Phải ha, chắc chắn rồi. Chẳng lẽ cậu đã quên là cậu đã bị Basara vừa mới đánh bại cậu hay sao? Chuyện này thì có gì đâu mà mắc cười. Đại chiến Beyblade đã trở lại, một cuộc phiêu lưu mới đã bắt đầu. Với thế hệ Beyblade Dynamic cực mạnh hoàn toàn mới, cấu tạo được cường hóa, gia tăng sức tấn công trực diện, tính năng mới lạ giúp sáng tạo hơn từng trận đấu. Sưu tập ngay trọn bộ Beyblade Dynamic để trở thành tuyển thủ bất bại. Sản phẩm hiện đang có bán tại hệ thống Machinedom và các cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc. Được rồi, hãy tiếp tục sự sôi động này khi chúng ta tiến vào vòng thứ 3 của trận chiến. Cậu không thể trốn tránh mình được nữa, Rasat. Đã đến lúc cậu phải đối mặt với hoàng tử bóng đêm này rồi. Chúng tôi có một điều đặc biệt cho vòng thứ 3 đây. Đã đến lúc cho trận chiến sinh tồn. Trận chiến sinh tồn sao hả? Đúng vậy, các quy tắc rất đơn giản. Đội nào có Beyblade sống sót đến cuối cùng sẽ thắng. Như vậy mới được chứ. Hãy tiếp tục đà phát triển của chúng ta và giành chiến thắng lần nữa đi. Nhưng tất cả những gì mình muốn là đấu một trận với Rasat chứ không phải là như vậy. Không cần phải lo lắng về việc này. Nếu đã là trận chiến sinh tồn thì Rasat cũng sẽ tham gia cùng đội cậu ấy. Sao? Nếu như vậy thì mình sẽ tham gia thôi. Lần này mình sẽ tấn công ngay từ đầu. Không có chuyện đó đâu nha. Tại sao không chứ? Anh Vác không biết anh có thể làm việc theo nhóm với hoàng tử bóng đêm ích kỷ ở bên cạnh anh hay không nữa. Devastate Belfair giờ mới thực sự bắt đầu nè. Nó chính là Beyblade mạnh nhất trên thế giới này đó, cậu biết không hả? Nhưng mà Bell à, em không thể chỉ dựa vào sức mạnh của mình trong trận chiến sinh tồn này. Tuyển thủ mạnh nhất là người giành chiến thắng. Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà. Em đã quên trận chiến sinh tồn trên đảo yêu tinh rồi à? Ừ. Ilya đã khiến cho tất cả chúng ta bất ngờ và cuối cùng đã giành được chiến thắng, phải không? Hả? Cái gì? Sao vậy? Mình vẫn không thể tin được là cậu ấy đã cùng một lúc đánh bại hai Beyblade vào phút cuối luôn đó. Đây không phải là may mắn. Ilya đã có một kế hoạch. Em ấy đã cẩn thận quan sát và chờ thời điểm hoàn hảo. Em hiểu rồi. Nếu chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến sinh tồn này thì chúng ta cần rất nhiều chiến thuật và lối chơi từ phía đồng đội chúng ta. Em đã hiểu rồi đó, Ranzo. Hoàng tử bóng đêm cũng hiểu. Quá tuyệt. Họ sẽ phải chịu thua. Vecna, Bankes và Ifita. Mình sẽ đánh bay từng người trong số họ xuống vực thẳm bóng tối. Ý cậu là chúng ta phải không? Với tư cách là một đội đó hả? Bắt đầu suy nghĩ chiến thuật cho nhóm thôi nào. Để chiến thuật hiệu quả chúng ta cần phải... Chị. Hãy nghe nè. Chào Bell, ông có thể giúp gì cho con không? Con muốn mọi người xem Belfair và con sẽ càng quét đối thủ như thế nào tại trận chiến sinh tồn đó. Đương nhiên rồi, đã xong. Chờ đã, đợi chút nào Bell. Cậu thật sự không hiểu được gì từ thời điểm làm việc theo nhóm đó hả? Chiến thuật đâu? Cậu nói đi, cả nhóm sẽ chơi như thế nào hả? Giờ là cơ hội để cậu tấn công đó, Belfair. Đẹp đó. Ơi. Banchiet và Rockstar vô cùng một lúc sao? Có việc gì mà hoàng tử bóng đêm này không làm được chứ? Trận đấu của chúng ta có vẻ không ổn rồi. Tới đây, chờ thể hiện sức mạnh của cậu đi. Họ gọi đây là thực hành sao? Đúng là một mớ hỗn độn. Cậu ấy có thể thiếu kỷ luật nhưng rõ ràng cậu ấy rất là mạnh. Cuối cùng thì mình vẫn không phải là đối thủ của cậu ấy. Mặc dù vậy, mình cảm thấy khát khao giành chiến thắng trước cậu ấy ngày càng tăng. Chiến thắng không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của một tuyển thủ. Basara, cậu là một chuyên gia phân tích, tại sao cậu lại không vạch ra chiến thuật cho tụi mình? Mình đi? Sao? Cậu chắc mình làm được chứ? Đương nhiên rồi. Nè, bộ ba bóng đêm đi đâu mất tiêu rồi? Tuyệt. Tuyệt. Yahoo.
Anh sẽ không bao giờ cao được như em đâu. Sao? Anh không muốn làm cho em thất vọng, nhưng bây giờ anh thậm chí còn cao hơn em nữa. Em đang chuẩn bị tư thế không trọng lực cuối cùng của mình. Ý em có nghĩa là vậy có đúng không? Trong khi ngủ em cũng làm được như vậy luôn á. Hay, ngủ một giấc còn được nhá. Em làm màn nhào lộn của hoàng tử bóng đêm nè. Cái này thú vị quá đi. Arigon, nè hai người xong chưa vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây? Mình sẽ cho cậu biết, đây chính là huấn luyện nhóm đó. Granzo, em cũng nên tham gia đi. Mình có linh cảm xấu về chuyện này á. Giờ thì để ông giúp con đứng dậy nghe. Ê nè, đợi con giúp. Mình linh cảm thấy nhẹ cho một chút chi. Cố lên, chúng ta làm được phải không? Thằng bằng hả? Thằng bằng là cái gì? Em đang bị chơi lớn nè. Chỉ cần hòa vào nhịp điệu thôi. Cậu đã nói cậu muốn chơi lớn mà. Làm sao có thể tìm được nhịp điệu đây? Chậm chí em chưa thấy làm được mà Granzo. Thật là mất mặt quá đi. Chiến thắng họ thật sự là giấc mơ của cậu sao? Phải, họ là những tuyển thủ Beyblade tuyệt vời và rất hợp nhau, giống như một gia đình vậy. Cha cha Rashad, ghen tị rất nhiều phải không? Hả? Không hề, lần này anh Vát ở trong đội địch. Điều duy nhất trong tâm trí mình là đánh bại anh ấy. Hỏi các bạn khán giả, khoảnh khắc chúng ta chờ đợi đã đến. Các bạn có biết không, chúng tôi sắp bắt đầu vòng thứ 3 để quyết định xem đội nào sẽ là đội Beyblade giỏi nhất trong những đội giỏi nhất. Chúng ta có đội hoàng tử bóng đêm với Granzo Kiyama, Bel Dezura và Vát Oi. Họ đang đối đầu với đội hoàng tử tối thượng với các tuyển thủ Ilya Mao, Rashad Goodman và Basara Suiro. Đội nào có thành viên còn tồn tại cuối cùng sẽ là đội giành chiến thắng ngày hôm nay. Năng lượng ở đây tỏa ra rất nhiều. Hãy ra đó và cho họ thấy một trận chiến ấn tượng đi nào. Đội của anh Rashad sẽ thắng vì họ đã có anh Basara. Không ai có thể tồn tại trong trận chiến này bằng anh trai của con. Đội của Bel cũng sẽ cố gắng hết sức mình để còn sống sót. Rashad điều chuyển Red Dog sang chế độ phòng thủ. Thổi bay nó đi nào. Cái gì? Đòn tấn công hầu như vô dụng. Sức mạnh phòng thủ của Red Nam mạnh nhất khi nó thay đổi hình dạng. Ha, anh nghĩ em sẽ quan tâm sao? Tất cả những gì em phải làm là đánh bại họ với Belfair. Và đây chỉ là chuyện nhỏ. Từ từ đã nào. Cậu vẫn chưa quên toàn bộ chiến lược mà anh Vát đã dạch ra cho chúng ta hả? Không đâu, mình nhớ hết trơn luôn á. Cậu dám chắc không hay là... Được rồi, vậy là xong. Kế hoạch là chúng ta sẽ truy lùng Red Nam trước. Cậu hiểu chưa? Bằng cách nào đó chúng ta có thể đánh bại nó trước khi nó biến hình. Chính phải xác. Không? Vào Red và Belfair sẽ cùng đánh bại Red Nam. Trong khi đó Rostavor sẽ lùi lại và giữ gìn sức mạnh của mình. Ủa? Anh không cần em tham gia tấn công phía sau hay gì hả? Tụi anh cần em cố gắng sống sót lâu nhất. Chúng ta sẽ lợi dụng lợi thế Rostavor là Beyblade bền bỉ. Ngay cả khi Valtrex và Belfair cùng bị đánh bại thì cuối cùng tụi anh vẫn còn có em. Ồ, em hiểu rồi. Thì ra đó là kế hoạch hả anh Vát? Em muốn ra đó đấu, em cũng muốn được quay đến cuối cùng luôn. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta làm được như vậy. Để đánh bại Rashad, tinh thần đồng đội là quan trọng nhất. Dạ được, em sẽ miễn cưỡng đánh bại Rashad bằng tinh thần đồng đội vậy. Anh tin chắc lần này em sẽ thắng mà. Trận chiến sinh tồn bắt đầu. Chuẩn bị, sẵn sàng. 3, 2, 1. Beyblade bùng nổ sức mạnh. Vào trước, hành động đi nào. Cho họ thấy sức mạnh của chúng ta đi. Có chừng, có vẻ như Phát Đôi và Hoàng tử bóng đêm đang tập trung vào Red Na. Cậu phải vượt qua mình tụi trước. Tụi này ở đây, các cậu không đụng tới Red Na được đâu. Bồn khát dễ suy to đã nhảy vào và bắt đầu bảo vệ Red Na một cách tuyệt vọng. Với các vệ sĩ này, Red Na có thể chiếm vị trí trung tâm. Đây rồi, Red Na bắt đầu biến hình rồi. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra phải không? Đánh bại họ đi, Belfire. Không, không thể được. Mau tránh xa Red Na. Đã đến lúc chấp nhận số phận của mình. Tàn phá quỷ diệt. Các cậu có thích chiêu này hay không vậy hả? Hãy cho họ thấy sức mạnh của chúng ta, Red Na, dương miệng vinh quang. Tiến thẳng lên, Vampire. Cặp đôi xoay gió. Mau lên hỗ trợ cho họ đi vào trước. Cậu cũng vậy đó, Mamon. Hành động đi, Rashad, đã đến lúc rồi. Ánh sáng của hoàng tử tối thượng, hành động, hào quang công phá. Phá sổ hoàn toàn. Red Na đã đâm xuyên qua với sức mạnh phi thường và thổi bay tất cả. Chưa hết, vẫn chưa kết thúc đâu. Hoàng Red đã sống sót sau chiêu này. Trời ơi, tụi thiệt luôn á. Anh biết không, như vậy cũng không tệ lắm. Vào trẻ.
Thì ra kế hoạch của anh ấy là như vậy. Yeah! Vào chuyến! Đi nào, tối thượng quật khởi! Em sẽ không để cho anh ngăn cản em. Đi nào, hào quang đột phá! Trận chiến sinh tồn đã kết thúc. Rasat cùng đồng đội của mình là người chiến thắng. Làm tốt lắm, cậu làm được rồi. Phải, tất cả đã theo đúng kế hoạch của cậu. Có thể chúng ta đã thắng, nhưng đó là một đội. Mình cũng không biết mình thật sự có thể thắng anh Vát hay không nữa. Khi làn khói lắng xuống, hãy nhìn vào bảng điểm của chúng ta và xem ai dẫn trước. Đội hoàng tử bóng đêm có một điểm, trong khi hoàng tử tối thượng đã dẫn trước. Tốt lắm, trận chiến sinh tồn đó thật là thú vị. Nhưng mà bây giờ chúng ta chuyển sang vòng số 4 và chúng ta sẽ quay lại các trận đấu đơn. Cuối cùng cũng đến lúc rồi, Rasat, không được chạy nữa. Lần này cậu sẽ chiến đấu với mình đó. Mình sẽ đấu tiếp. Đây chính là điều mình muốn nghe đó. Chuẩn bị thua trước hoàng tử bóng đêm đi, Rasat ơi. Anh Vát Oi, anh sẽ là đối thủ tiếp theo của em. Rasat, đây có phải là một trò đùa không? Không được, mình là đối thủ của cậu. Mình nè, cậu đã nhận lời mà, nè, đừng phớt lờ mình chứ. Hoàng tử bóng đêm sẽ không bị từ chối. Mình sẽ đối đầu với Rasat trong trận đấu tiếp theo. Cậu nghĩ có thể chạy thoát khỏi mình hay sao? Cậu không bao giờ trốn được đâu. Cái gì? Tại sao mọi người lại cản đường tôi? Đón xem trung tập tiếp theo. Dòng phây thần đóng sáo. Giải tán. Hoàng tử bóng đêm gian lận. 3, 2, 1. Bay Blade bùng nổ sức mạnh. Hoàng tử bóng đêm sẽ dàn xếp điểm số này.